Sau đây là kết quả xổ số thành phố Hồ Chí Minh thứ 2 ngày 15 tháng 4 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 8. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 9, 4. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1973, 0520, 6979. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 3468. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 58492, 62416, 15278, 19922, 21500, 56497, 47467. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 91018, 28489. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 63050. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 24696. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 903684. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 903684.